vị Địa Tạng Đại Bồ Tát. Dạ con xin phép được đọc đệ tử vi ạ. Thánh nhân dạy, ép người con hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu bình đẳng gần người thân, có dư sức thì học văn. Một, ở nhà phải hiếu, cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận, đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thăm, tối phải viếng, đi phải thưa, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Việc tuy nhỏ chớ tự làm, nếu đã làm thiếu đạo con, và tuy nhỏ chớ cất riêng, nếu cất riêng cha mẹ buồn, cha mẹ thích dốc đồng làm, cha mẹ ghét cận giận bỏ. Thân tổn thương cha mẹ lo, đức tổn thương cha mẹ tùy, cha mẹ thương hiếu đâu khó, cha mẹ ghét hiếu mới tốt. Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu, khuyên không nghe vui can tiếp, dùng khóc khuyên đánh không giận. Cha mẹ bệnh nghiêm thúc trước, ngày đêm hầu không rời giường, tăng ba năm tưởng thương nhớ, chỗ ở đỗi không rượu thịt, tăng đủ lễ cúng hết lòng, việc người chết như người sống. Hai, xuất sắc đệ, anh thương em kính anh em thuận hiếu trong đó. Tiền của nhẹ, oán nào xanh, lời nhường nhịn tức giận mất, hoặc ăn uống hoặc đi đứng, người lớn trước người nhỏ sau, lớn gọi người liền gọi tay, người không có mình làm thay. Với người lớn chớ gọi tên, trước người lớn chớ khoe tài, gặp trên đường nhanh đến chào, người không nói kính lui đứng, phải xuống ngựa phải xuống xe, chờ người đi hơn trăm bước. Người lớn đứng nhỏ chớ ngồi, người lớn ngồi cho phép ngồi, trước người lớn phải nói nhỏ, nhỏ không nghe không đúng phép. Đến phải nhanh lui phải chậm, khi đối đáp mắt nhìn thẳng, việc chú bác như việc cha, việc anh họ như anh ruột. Ba, cẩn sáng dậy sớm tối rượm, sáng dậy sớm tối ngủ trễ, lúc chưa già quý thời gian, sáng rửa mặt phải đánh răng, tiểu tiện xong tay rửa sạch, mũ phải ngay nút phải gài, nón vớ và giày mang chỉnh tề, nón quần áo để cố định chớ vứt bừa tránh dơ bẩn. Áo quý sạch không quý đắt, hợp thân phận hợp gia đình, với ăn uống chớ kén chọn, ăn vừa đủ chớ quá no. Tuổi còn nhỏ chớ uống rượu, uống say rồi rất là xấu. Đi thong thả đứng ngay thẳng, chào cúi sâu lệ cung kính, chớ đạp thềm không đứng nghiêng, chớ ngồi giang không rung đùi, vén rèm cửa chớ ra tiếng, ré kẹo rộng không đụng góc, cầm vật rỗng như vật đầy, vào nhà trống như có người. Việc chớ làm vội, vội sai nhiều, không sợ khó chớ qua loa, nơi ồn ào không nên đến, việc không đáng quyết không hỏi. Sắp đến cửa hỏi có ai, sắp vào nhà cất tiếng lớn, người hỏi ai nên nói tên, nói ta tôi không rõ ràng. Dùng đồ người phải hỏi rõ, nếu không hỏi tức là trộm, mượn đồ người trả đúng hẹn, sau cần dùng mượn không khó. Bốn, tín phàm nói ra, tín trước tiên tời dối trá sao nói được, nói nhiều lời không bằng ít. Phải nói thật chớ xảo nịnh, lời gian xảo từ bẩn thỉu thói tầm thường nên trừ bỏ. 20. Thấy chưa thật chớ nói bừa, biết không đúng chớ tuyên truyền, việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiến lui sai. Phàm nói chuyện nói trọng việc, không nói nhanh chớ mơ hồ, kia nói phải đây nói cuối, không liên quan chớ để ý. 21. Thấy người tốt nên học hỏi, dẫu còn xa cũng dần kịp, thấy người xấu tự kiểm điểm, lỗi thì sửa không cảnh giác. 22. Trí đức học trí tài nghệ, không bằng người tự cố gắng, nếu quần áo hoặc ăn uống không bằng người không nên buồn. 23. Nghe lỗi giận nghe khen vui, bạn hiền đi bạn xấu đến, nghe khen sợ nghe lỗi mừng, bạn hiền lương dần gần gũi. 24. Lỗi vô ý gọi là sai, lỗi cố ý gọi là tội, biết sửa lỗi không còn lỗi, nếu che giấu lỗi chất chồng. 25. Yêu bình đẳng, phàm là người đều yêu thương, che cùng trời ở cùng đất. 26. Người hạnh cao danh tự cao, mọi người trọng không bề ngoài, người tài năng tiếng tự cao, người nể phục chẳng do khoe. 27. Mình có tài chớ dùng riêng, người có tài chớ chỉ trích, không định giàu chớ khinh nghèo, không chớ ghét cũ không thích mới, người không rảnh chớ não phiền, người
Người bất an chớ quấy nhiễu. 28. Người có lỗi chớ vạch trần, chuyện riêng người chớ nói truyền. Khen người thiện tức là tốt, người biết được càng tốt hơn. Khen người ác chính là ác, ác cùng cực tai họa đến. Cùng khen thiện, cùng khuyên thiện, cùng lập đức, lỗi không ngăn đôi bên sai. 29. Phàm cho nhận nên phân, phàm nhận cho nên phân rõ, cho nên nhiều nhận nên ít. Sắp cho người trước gọi mình, nếu không thích phải mau ngưng. Ân nên báo, oán nên quên, báo oán ngắn, báo ân dài. 30. Đối người ở thân đoan chánh, tuy đoan chánh, lòng độ lượng. Thế phục người, người không phục, lý phục người, tâm mới phục. 31. Gần người thân, cùng là người khác chủng loại, thô tục nhiều, nhân từ ít, đúng người nhân, người kính sợ. Nói thẳng lời, chẳng nói thẳng lời, không dễ nịnh. Gần người hiền, tốt vô hạn, đức tiến dần, lỗi nhẹ giảm. Không gần hiền, hại vô cùng, tiểu nhân đến trong việc hư. 32. Có sức thì học văn, không gắng làm chỉ học văn, chỉ bề ngoài thành người nào. Nếu gắng làm không học văn, theo ý mình mù lẽ phải. 33. Cách đọc sách có 3 điểm, tâm, mắt, miệng, tin đều trọng. Mới đọc đây chớ thích kia, đây chưa xong kia chớ đọc. Thời gian ít cần cố gắng, công phu đều đọc liền thông. Tâm còn nghi thì chép lại, học thêm người mong chính xác. 34. Gian phòng sạch, vách tường sạch, bàn học sạch, bút nghiêng ngay, mực mài nghiêng, tâm bất chánh, chữ viết ẩu tâm không ngay. Xếp sách vở để cố định, đọc xem xong trả chỗ cũ, tuy có gấp xếp ngăn nắp. Thấy sai hư liền tu bổ, không sách thánh bỏ không xem. Chớ tự chê, chớ tự bỏ, việc thánh hiền dần làm được. Ha ha ha,